Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi giải đề ngày hôm nay của chị. Trong buổi giải đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với cuốn KML số 14, Reading Test 1 và Passage Number 1. Ok, cảm ơn mọi người đã kiên trì để chúng ta có thể giải từ cuốn K10 đến cuốn K14 ngày hôm nay. Đó là cả 4 tháng kiên trì đó mọi người. Yay! Anyway, chúng ta cùng bắt đầu giải bài nào. Thì dạng đề đầu tiên chúng ta gặp phải ngày hôm nay đó là dạng đề one word only. Đối với dạng đề one word only này thì mọi người lưu ý một chút, khi mà mình đụng nó ở cái passage one nhé thì thường nó rất là dễ, mà nó dễ thì mình phải ăn điểm, chứ không thôi thì mất điểm cực kỳ, đúng không nào? Thì mình cố gắng ăn điểm cao nhất ở phần này ha. Thì để làm được cái dạng đề này thì cũng giống như trong tất cả các video trước, chị có hướng dẫn chúng ta còn phải underline một số cái keyword. Thông qua việc mình underline cái keywords á, thì mình có thể locate được cái dữ liệu của mình trong cái bài đọc nhanh hơn, và đồng thời mình cũng có thể loại trừ được đáp án dễ hơn trong một số trường hợp nữa. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với cái bài đầu tiên của mình. Thì ở đây, câu số 1 người ta nói là xây dựng cái Magical Kingdom ấy thì nó có thể giúp phát triển. Phát triển thì thường là gì? Phát triển cái gì, đúng không? Thứ hai nữa, cái board game ấy thì nó sẽ bao gồm involve này. Thứ nhất, turn taking và cái gì? Vậy thì mình cần phải tìm cái board game và nó có liên quan đến hai vấn đề. Tiếp tục, số 3 nữa thì có những cái sự thay đổi gần đây ảnh hưởng đến cái việc chơi đùa của trẻ em, children's play, đúng không? Thì mình có là gì? Populations này nè thì nó tăng, thì thường là mình sẽ là gì? Populations thì thường là populations of, thường là the populations of Ho Chi Minh City, the populations of Hà Nội, right? Kiểu kiểu vậy. Thì thường sau này là một cái kiểu giống như ở đâu nè, dự đoán thôi nha mọi người. Rồi các cái cơ hội để có thể chơi đùa một cách tự do thì đã bị giới hạn, bởi vì thứ nhất nỗi sợ gì đây, mình có hai nỗi sợ, và cũng như cái sự tăng cái gì đó bị tăng, đúng chưa, ở trường học. Thứ bảy của mình ấy, câu bảy của mình là gì? It is difficult, khá là khó để tìm cái gì đó để ủng hộ cho các cái chính sách mới. Và cuối cùng là gì? Cái nghiên cứu mà needs to study, cái nghiên cứu cần phải tìm hiểu về cái tác động của việc chơi đùa lên cái the rest còn lại của đứa trẻ, cái gì đó của đứa trẻ. Thường là mình có gì? The rest of my life, đúng không? Vậy thì chị nghĩ số 8 mà chị đoán là chữ life nè. Rồi, vậy thì bây giờ mình cùng đọc nè. Thì ở đây chị dịch ngay từ đoạn đầu tiên xuống luôn ha, cho mọi người dễ hiểu. Rồi, thì từng viên gạch một, một đứa Alex, một cô bé 6 tuổi thì đang xây dựng một vương quốc pháp thuật. Tưởng tượng những cái tòa tháp cổ tích và những cái con rồng mà thở ra lửa, những mụ phù thủy độc ác và cũng như những người anh hùng dũng cảm. Cô bé đang tạo ra một cái thế giới rất là hấp dẫn. Mặc dù cô bé không nhận thức được cái điều này, nhưng mà cái this fantasy, có nghĩa là cái fantasy này chính là cái Magical Kingdom này nè, thì đang giúp cô ấy đi từ những cái bước đầu tiên hướng về cái khả năng cho sự sáng tạo, và and so it will, và nó sẽ có những cái tác động quan trọng lên cái cuộc đời trưởng thành sau này của cô bé. Vậy thì ở đây mình thấy nè, mình thấy là cái việc mà xây dựng cái Magical Kingdom này thì nó giúp cô bé như thế nào? Step towards her capacity for creativity, đúng chưa? Vậy thì cái this fantasy này là thay nghĩa cho cái thằng a magical kingdom. Vậy thì ở đây nó sẽ giúp develop creativity. Được chưa? Tiếp tục. Thì một vài phút sau đó thì Alexi nó bà bỏ rơi cái vương quốc của mình để chơi những cái để chơi cái trò chơi trường học với người em trai của mình. Thì khi mà cô ấy ra lệnh cho em trai của mình với tư cách là một giáo viên, giống như là giáo viên của em trai mình vậy đó, cô ấy ra lệnh cho em trai của mình giống như là giáo viên của cậu ấy, thì cô bé đang luyện tập làm sao để quản lý cái cảm xúc của cô ấy thông qua cái việc giả vờ. Later on, sau đó nữa thì khi mà hai đứa nhỏ này nó quá mệt với cái chuyện chơi đùa này rồi ấy, thì tụi nó ngồi xuống với tụi nó chơi cái board game, đúng chưa? Thì thông qua cái việc chơi board game này, cô ấy đã học được cái gì, cái yêu cái điều cần thiết của cái việc là phải tuân thủ quy tắc và take turns và thay đổi vai với cái partner của mình. Vậy thì take turn của mình chính là turn taking. Vậy thì số 2 của mình chỉ còn cái thôi, đó là rules, đúng chưa? Quy tắc, rules đó. Bởi vì board game thì nó sẽ bao gồm cái gì? Nó sẽ bao gồm cái thứ nhất là turn taking, take turns, và thứ hai cái còn lại chính là rules ở đây, chứ mình chỉ còn có một từ thôi. Tiếp tục, những cái sự thay đổi gần đây ảnh hưởng đến cái việc chơi đùa của trẻ em như thế này, thì cái việc play, cái việc chơi đùa với cái sự gọi là phong phú nhất, với tất cả cái sự phong phú của nó, thì đây là một trong những cái thành tựu cao nhất của cái loài người, theo như tiến sĩ David Whitebread từ trường từ cái phòng Faculty of Education at the University of Cambridge, UK, đúng chưa? Thì nó đã củng cố cái cách mà chúng ta, đúng chưa, đã phát triển, đã cách củng cố cái cách mà chúng ta
phát triển trở thành một cái người trưởng trưởng thành có khả năng giải quyết vấn đề và thông minh như thế nào, đúng chưa? Và nó cũng quan trọng trong cái việc mà chúng ta thành công, quan trọng trong cái việc mà chúng ta thành công như là một cái loài sinh vật với cái sự thích nghi cao. Có nghĩa là nó cũng quan trọng trong cái việc mà giúp chúng ta trở thành một trong những cái loài cái tính thích nghi cao. Tiếp tục thì nhận thức cái tầm quan trọng, recognizing, nhận thức cái tầm quan trọng của cái việc chơi đùa vui chơi ấy, thì nó không có mới. Thì hai hai thiên niên kỷ trước ấy, thì một nhà triết học người Hy Lạp đó, ông Plato này nè, ông đã ca ngợi những cái điều tốt đẹp của cái này, như của cái việc vui chơi ấy, như là một cái công cụ để phát triển cái kỹ năng cho cuộc đời người lớn. Và cái ý tưởng về cái việc mà học dựa trên cái việc vui chơi ấy, thì đã được phát triển từ thế kỷ 19, chưa thấy dữ liệu nào. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà nó thay đổi, đúng chưa? We live in changing time. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại thay đổi. Và Whitbread, thì cái tiến sĩ Whitbread này cho rằng cái gì, cái việc mà vui chơi trên nó đang bị suy giảm trên trên toàn cầu. Thì Whitbread cũng đã chỉ ra rằng nó là khoảng một nửa dân số của thế giới ngày nay đang sống ở thành thị, đúng chưa? Một nửa dân số, liên quan đến chữ dân số này nè, một nửa dân số ngày nay đang sống ở thành thị, mặc dù nó không có chữ half grown rõ ràng lắm, nhưng mà chỉ ra rằng là một nửa dân số ngày nay đang sống ở thành thị. Thì bây giờ mình có chữ population ở đây rồi. Population chính là the people in the world, right? Sống ở đó, city, the population của cái gì? Của thành phố. Thì đang sống nửa dân số của thành thị, đúng chưa? Một nửa dân số trên thế giới thì đang sống ở thành thị. Tiếp tục nữa, các cái cơ hội để có thể chơi đùa một cách tự do, cái mà tôi đã trải nghiệm gần như là mỗi ngày trong cái thời thơ ấu của tôi ấy, thì ngày càng trở nên hiếm. Ông ấy nói các cái trò chơi 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 đùa bên ngoài á, vui chơi giải trí bên ngoài trời á, thì nó đều bị hạn chế bởi cái những cái mối những cái những sự suy nghĩ về cái gì cái mối những cái mối quan ngại về kiểu giống như các vấn đề về traffic nè, và cũng cũng như là kiểu cái bố mẹ thì ngày càng mong muốn là bảo vệ con cái của họ khỏi cái việc là trở thành nạn nhân của tội phạm, đúng chưa? Và thông qua cái việc nhấn mạnh lên cái ý tưởng là gì, càng sớm càng tốt ấy, thì nó đã dẫn đến là gì, cái sự cạnh tranh cao hơn trong cái việc học thuật và cũng như trường học. Vậy thì ở đây cái opportunity để chơi đùa tự do đã bị hạn chế bởi ba cái điều lúc nãy mình đọc ở đây. Điều đầu tiên chính là cái gì? Chính là nỗi sợ của cái traffic, bởi vì người ta lo lắng giao thông này, đó, sợ nó chạy ra đường đó. Thứ hai nữa là nỗi sợ của gì? Nỗi sợ là bố mẹ là ngày càng muốn bảo vệ trẻ em khỏi cái việc trở thành nạn nhân của những cái tội ác, đúng không? Vậy thì nỗi sợ của cái tội ác này. Và đồng thời là cái gì? Và người ta ngày càng nhấn mạnh lên cái vấn đề là càng sớm càng tốt, đúng không? Thì nó đã tạo nên cái sự là gì? A greater competition, greater chính là increase nè. Vậy thì số 6 của mình chính là competition, cái sự cạnh tranh cao hơn trong cái việc mà học tập ở trường học và cũng như là học thuật, đúng chưa? Rồi tiếp tục nè, thì các cái tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc này hay là tổ chức EU này thì đã bắt đầu phát triển những cái chính sách mà nó quan ngại về cái quyền của trẻ em để được chơi đùa, và nó đã xem xét những cái ứng dụng của các cơ sở giải trí, đúng chưa, và các cái chương trình giáo dục. Nhưng mà cái mà họ thường hay bị thiếu đó là gì? Cái bằng chứng để họ củng cố cho cái chính sách của họ. Vậy thì khó để tìm cái gì để hỗ trợ cho cái chính sách của họ, chính là cái evidence, đúng chưa? Rất khó, often lack, chính là difficult. Trong trường hợp này thôi nha, chứ lack là thiếu, chứ nó không có đồng nghĩa với difficult. Nhưng mà mình đọc cái ngữ cảnh của mình ấy, thì mình hỏi rằng là gì? Nhưng mà họ thường là thiếu những cái bằng chứng để làm gì? Để kiểu giống như củng cố các chính sách của mình. Vậy thì khó để tìm thấy những cái gì, cái bằng chứng để hỗ trợ cho các chính sách mới, đúng chưa? Cho nên số 7 của mình sẽ là evidence. Số 8 của mình ấy, thì cái loại mà chơi đùa mà chúng ta thường có hứng thú á, thì đó là những cái trò chơi do trẻ em khởi xướng và nó bộc phát và kiểu như nó không dự đoán được. Nhưng mà ngay khi mà bạn yêu cầu một đứa nhỏ 5 tuổi mình nói nó đi chơi đi, thì bạn giống như là với tư cách là một cái gì, một cái người nghiên cứu, thì đang đã can thiệp vào cái vấn đề này rồi. Thì theo như tiến sĩ Sarah Baker, và we want to know, và chúng ta muốn biết được á, và we want to know what the long term impact of play is, và chúng ta muốn biết được cái tác động lâu dài của cái việc chơi đùa là gì, và cái điều này thật sự là một cái thách thức. Tiến sĩ Jenny Gibson cũng đồng ý, và bà ấy đã chỉ ra rằng mặc dù á, một số các cái bước trong cái việc mà giải cái câu đố làm sao và cách nào á, ở cái việc chơi đùa á, thì nó,
việc làm sao và cách nào cái việc chơi đùa nó quan trọng ấy, thì những cái bước này á, thì đã được tiến hành đúng chưa? Nhưng mà nhưng mà vẫn có rất ít các cái dữ liệu về cái việc là cái tác động của on the impact, về cái tác động mà nó ở đây chính là cái việc vui chơi nó có lên cái phần đời sau này của một đứa trẻ đúng chưa? Phần đời sau này của một đứa trẻ chính là the rest of the child's life nè. Cái số 8 của mình chính là chữ life rồi nè. Right. Thì khi mình nói nè, cái nghiên cứu cần cái nghiên nghiên cứu cần phải các nghiên cứu nè, thì nó cần phải tìm hiểu về cái tác động của cái việc vui chơi lên cái gì đó của đứa trẻ, phần còn lại của đứa trẻ. Vậy thì nó rất có rất ít các dữ liệu về cái gì, cái tác động lên gì, tác động của nó, tác động mà nó có lên cái phần đời sau này của đứa trẻ. Nó đây chính là play đúng chưa? Thì người ta đang tiến hành những cái thứ này nhưng mà nó vẫn còn bị rất ít dữ liệu, do đó thì họ cần phải miss ở đây. Rồi, mình qua cái bài đọc tiếp theo của mình. Bài đọc tiếp theo của mình chính là True, False, Not Given. Thì đối với dạng về True, False, Not Given này thì mọi người lưu ý. True có nghĩa là dữ liệu đồng thuận, dữ liệu chính xác với bài đọc. False là dữ liệu ngược lại, hoặc là dữ liệu không chính xác với bài đọc. Và Not Given là dữ liệu không được nhắc đến, nhớ nha. Vậy thì ở đây người ta nói là gì, trẻ em á, với cái khả năng mà kiểm soát tốt á, tự kiểm soát tốt á, thì Anon thì được biết đến là thường sẽ là sau này á, học ở trong trường sẽ tốt hơn đúng giờ, kiểu học 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 đi học đội sẽ tốt hơn. Cái cách mà cái cách mà trẻ em nó chơi đùa thì nó sẽ cung cấp những cái thông tin mà có liên quan đến gì, có khả năng là sẽ liên quan đến các cái vấn đề về sức khỏe của tụi nó đúng chưa. Tiếp tục, cái việc chơi đùa với cái việc chơi với búp bê á, thì được được cho rằng là có lợi ích cho trẻ em, cho cái việc viết của trẻ, các cô bé hơn là các cậu bé, ok, cái việc mà viết writing á, của các cô bé hơn là các cậu bé. 12 của mình, trẻ em á, thì nó có cái vấn đề trong cái việc gọi là thinking of ideas, khi mà tụi nó đưa ra ý tưởng, khi mà lần đầu tiên created tạo ra một cái câu chuyện với Lego. Và 13 là gì, con người ngày nay á, thì họ xem cái việc gọi là vui chơi của trẻ em á, thì nó ít quan trọng hơn là so với quá khứ. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục đọc nào. Ở đây thì người ta nói là cái gì, now the day á, thì nhờ vào cái trung tâm nghiên cứu mới về cái việc mà chơi đùa ở cái trong giáo dục phát triển và học tập, viết tắt là PLDAL này nè, thì ba cái người này, White, Brad, Baker, Gibson, và một nhóm các nhà nghiên cứu hy vọng là sẽ cung cấp các bằng chứng về cái vai trò của cái việc chơi đùa đối với cái sự phát triển của trẻ em. A strong possibility đó là, thì bà Baker này giải thích nè, thì có khả năng lớn đó là cái việc mà kiểu giống như là cái việc vui chơi á, thì nó hỗ trợ cái sự phát triển sớm, nó hỗ trợ cái việc mà phát triển ban đầu về cái khả năng tự chủ của trẻ đúng chưa? Thì đây là cái khả năng để phát triển cái nhận thức của chúng ta về kiểu giống như là in our own thinking progress, phát triển cái nhận thức phát triển cái nhận thức của chúng ta về cái kiểu giống như là cái suy nghĩ, cái sự tiến bộ trong cái suy nghĩ của chính chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái việc mà how effective, kiểu giống như ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta có thể go about, how effective we go about undertaking challenging activity, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì, cái mức độ hiệu quả của chúng ta khi mà thực hiện các cái hoạt động đầy thử thách. Thì trong một cái nghiên cứu được tiến hành bởi Baker với những cái toddlers, là kiểu giống như là những đứa trẻ mà mới biết đi á, và những cái đứa trẻ mà đi mẫu giáo á, thì bà ấy phát hiện rằng những đứa trẻ mà nó có cái sự tự chủ cao hơn á, thì nó giải quyết các vấn đề nhanh hơn khi mà tụi nó khám phá những cái gọi là sao ta, an unfamiliar setup requiring scientific reasoning, có nghĩa là tự chủ cao hơn khi mà tụi nó giải quyết các tụi nó sẽ có cái tự chủ cao hơn trong cái việc giải quyết các những cái đứa trẻ có tự chủ cao hơn ấy, thì nó sẽ giải quyết các cái vấn đề nhanh hơn khi mà tụi nó kiểu giống như là khám phá một tình huống lạ đúng chưa, exploring nè, unfamiliar setting có nghĩa là khám phá một cái tình huống lạ mà nó đòi hỏi recording, đòi hỏi các cái lý luận khoa học.
Thì this sort of evidence, cái loại bằng chứng này á, makes us think that, có nghĩa là cái loại bằng chứng này á, thì nó đã cho thấy rằng á, thì giving children the chance, thì cho trẻ em cái cơ hội để vui chơi á, thì nó sẽ khiến cho tụi nó thành công hơn trong cái việc mà trở thành một cái người mà giải quyết cái vấn đề về mặt lâu dài, đúng chưa? Nhưng mà chưa nhắc đến về cái có self control rồi, nhưng mà chưa nhắc đến cái school nha. Đoạn tiếp theo nè, nếu mà các cái trải nghiệm vui chơi này á, thì nó tạo điều kiện cho cái khía cạnh này của sự phát triển. Khía cạnh này chính là gì? Cái self control. Thì cái khía cạnh này theo như các nhà nghiên cứu họ đưa ra, thì cái điều này nó có thể là cực kỳ quan trọng đối với các cái hoạt động giáo dục, bởi vì nó là gì? Nó là bởi vì cái khả năng của cái việc mà tự chủ á, thì nó đã được chứng minh là kiểu một cái dự báo quan trọng cho cái việc academic performance. Vậy thì mọi người thấy nè, có phải là những cái đứa trẻ mà với greater self control thì nó sẽ giải quyết các vấn đề nhanh hơn không? Đúng rồi, nó giải quyết các cái vấn đề nhanh hơn và khiến cho tụi nó trở thành more successful problem solvers. Và bởi vì cái điều này cho nên là gì? Cái playful experience này nó rất là quan trọng trong cái educational practices, bởi vì nó là một cái dự đoán cho cái academic performance. Vậy thì có phải children with good self control ấy, thì tụi nó thì thường biết là sẽ làm tốt ở trường học không? Do well at school. Cho nên số 9 này của mình là true nè. Nó không có rõ ràng ra rằng là có chữ school ở đây, mà nó nói là gì? Ở đây cái đề của mình nó nói là gì? Nó sẽ cực kỳ quan trọng cho cái việc giáo dục, bởi vì cái việc gọi là cái self control này nó là một cái key predictor cho academic performance, right? Vậy thì cái self control càng tốt, thì theo như dữ liệu ở trên này, self control càng tốt ấy, thì tụi nó problem solving càng tốt, more successful trong problem solving, mà more successful về cái vấn đề mà problem solving á, thì có phải là tụi nó sẽ làm tốt ở school không? Right. Cho nên số 9 của mình là true nha mọi người, mặc dù dữ liệu của mình nó không có được rõ lắm, nhưng mà mình vẫn có thể suy luận được. Tiếp tục nữa, thì Gibson cũng thêm vào đấy, thì các cái hành vi vui chơi ấy, thì nó cũng là một cái yếu tố kiểu một là một cái indicator, có nghĩa là một cái dấu hiệu quan trọng của cái healthy social, một cái dấu hiệu quan trọng cho thấy cái gì? Cái sự phát triển lành mạnh về mặt xã hội. Trong cái nghiên cứu trước đây của tôi á, thì tôi đã kiểu giống như là đã tìm hiểu xem cái việc mà quan sát những đứa trẻ khi mà tụi nó chơi đùa có thể cho chúng ta những cái manh mối quan trọng về cái sức khỏe của tụi nó, và thậm chí là nó cũng sẽ có hữu ích trong cái việc là diagnosis, có nghĩa là trong cái việc chẩn đoán các cái chứng rối loạn về phát triển thần kinh như là cái chứng bệnh tự kỷ. Vậy thì có phải là kiểu cái cách mà trẻ em chơi thì có thể sẽ cung cấp cho chúng ta may nè, có thể chung cung cấp cho chúng ta những cái thông tin chính là clues nè về cái gì, well-being, và thậm chí là có thể về những cái chuẩn đoán diagnosis về các cái bệnh tật như là cái việc mà kiểu giống như cái disorder ở đây, right? Các cái chứng rối loạn về phát triển thần kinh. Cho nên số 10 của mình là true tiếp nè. Rồi tiếp tục mình thấy nè, thì cái nghiên cứu gần đây của Whitbread á, thì đã bao gồm cái việc là phát triển một cái cách tiếp cận dựa trên cái việc vui chơi để hỗ trợ cho cái việc viết 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 bài của trẻ em. Thì rất là nhiều học sinh ở cấp 1, rất nhiều học sinh cấp 1 á, thì cảm thấy cái việc viết rất là khó, nhưng mà chúng tôi đã chỉ ra trong cái nghiên cứu trước đây là cái việc các cái kích thích vui chơi á, thì nó were far more effective, nó sẽ kiểu giống như là nó sẽ hữu ích hơn rất là nhiều so với các cái yếu tố mà so với các cái kích thích và instructional là mang tính hướng dẫn, đúng chưa? Thì trẻ em ấy thì sẽ viết dài hơn và viết tốt hơn những cái câu chuyện có cấu trúc khi mà tụi nó đầu tiên tụi nó chơi với những cái con búp bê. Những cái con búp bê này sẽ nó represent, nó đại diện cho những cái nhân vật trong một cái câu chuyện. Và trong cái nghiên cứu gần đây nhất ấy, thì trẻ em ấy thì nó đầu tiên á, thì nó tạo ra cái câu chuyện với cái Lego, đúng chưa? Với similar result cũng đưa ra cái kết quả tương tự như vậy. Thì rất là nhiều giáo viên á, thì đã để là bình luận rằng á, thì they have always previously had thì lúc lúc trước này á, lúc trước đây thì họ nghe luôn nghe thấy những trẻ em nói rằng là gì, tụi con không biết phải viết cái gì hết á, nhưng mà đối với cái trò việc xây dựng Lego ấy, thì không có đứa trẻ nào nói rằng
nói cái điều đó trong suốt cả cái năm, cả cả một cái năm mà người ta chạy cái dự án này cả. Vậy thì liên quan đến cái việc chơi với cái búp bê á, thì con 11 của mình không có dữ liệu, người ta không hề nói là có các cô bé thì sẽ viết tốt hơn so với các cậu bé khi mà chơi với búp bê, đúng không? Không hề nói, cho nên 11 của mình là not given nè. Thứ con 12 của mình người ta nói là gì? Trẻ em ấy thì nó có vấn đề trong cái việc đưa ra ý tưởng khi mà tụi nó lần đầu tiên chơi với Lego không? Người ta này nói nè, tuy nhiên với cái việc chơi Lego này, chưa có bất kỳ đứa trẻ nào nói về cái điều này. Nói cái điều này là gì? Nói cái điều là they didn't know what to write, đúng chưa? Nói cái điều này, con không biết phải viết cái gì hết. Xuyên suốt một cái năm của cái dự án này, cho nên 12 của mình là false. Tiếp tục nữa, người ta nói thì Whitebread này nè là một cái người direct của pedal. Cái pedal là cái lúc nãy mà mọi người có thấy á, là cái người chỉ đạo của cái pedal này, đúng chưa? Thì ông này á, đã được đào tạo để trở thành một cái giáo viên cấp 1 trong những đầu những năm 1970, khi mà ông ấy, như ông ấy đã mô tả, thì dạy cho những cái đứa trẻ, teaching cái việc giáo dục những cái đứa trẻ nhỏ này nè, was largely a quiet backwater. Thì nó kiểu giống như là, nó giống như là một cái largely a quiet backwater, thì nó giống như là một cái vùng sao ta, hẻo lánh, quiet backwater, kiểu giống như đây là một cái lĩnh vực mà kiểu rất là chả ai quan tâm nhiều á, untroubled by any serious intellectual, có nghĩa là kiểu và cũng chả có ai để ý nó với những cái gọi là những cái cuộc tranh luận cả, đúng chưa, những cái cuộc tranh luận về cái vấn đề này. Nhưng mà bây giờ thì cái viễn cái bối cảnh này đã rất khác rồi, với những cái chủ đề tranh luận sôi nổi như là cái gì, khi nào thì người ta nên bắt đầu đi học. Có nghĩa là ở đây ông này muốn nói là trước đây á, thì cái ngành này á, thì nó kiểu giống như là một cái ngành xa xôi hẻo lánh, chả ai để ý tới, chẳng chả có ai tranh cãi về vấn đề nó. Nhưng mà bây giờ cái bối cảnh của cái việc này thì nó đã thay đổi, và người ta bắt đầu, người ta có những cái chủ đề hot hơn, người ta tranh cãi nhiều hơn, đúng chưa, người ta kiểu chủ đề này nó trở nên hot hơn rồi đó. Rồi somehow thì bằng một cách nào đó thì cái việc quan trọng của việc vui chơi á, thì nó cái tầm quan trọng của việc vui chơi á, thì nó đã biến mất trong khoảng vài thập kỷ gần đây. Thì nó được, cái việc vui chơi á, thì nó được xem như là gì, một điều gì đó là tầm thường, và thậm chí á, là nó như một cái điều gì đó gọi là sao ta, negative, có nghĩa là một cái điều gì đó tiêu cực, trái ngược lại với cái việc làm, với cái việc mà làm việc, đúng chưa? Vậy thì câu 31 này, người ta nói con người ngày nay á, thì người ta kiểu giống như không có xem trọng cái việc mà chơi đùa của trẻ em như là trong quá khứ. Chính xác rồi, bởi vì nó lost rồi nè, và người ta xem nó như tầm tầm thường và trái ngược với cái việc làm việc, đúng chưa? Chơi đùa có nghĩa là không làm việc. Đó, người ta nghĩ như vậy. Cho nên 13 của mình ở đây, đáp án tương tự, cho nên 13 của mình là true. Ok everyone, thì buổi giải đề của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì trong quá trình chị hướng dẫn ấy, thì có những cái chỗ nào nó không rõ thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới cho chị ha. Và chúc mọi người đạt an, và đừng quên follow chị.